Có người ta gọi là trái lựu, mà cũng có người ta gọi là quả lựu bà con ạ. Đó, cho nên trái lựu hay là quả lựu nó cũng giống nhau nha bà con. Cho nên á là trái lựu này hay là quả lựu này có ai ăn được và người nào không ăn được, thì người không ăn được là người thế này bà con. Người đang bị sâu răng là không ăn được quả lựu hay trái lựu, viêm dạ dày, nóng trong người, uống rượu, đang say rượu và người nói ngọng ngào 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 không đó, vậy đó bà con. Ăn lựu nó tốt hay là quả lựu nó tốt cho sức khỏe? Nó chống lão hóa, chống đông máu đó, chống đông máu, phòng chống sơ vữa động mạch, giảm huyết áp, giảm viêm khớp, chống rối loạn cương dương, tăng đề kháng, chống ung thư, bệnh tim mạch. Đặc tính của nó là kháng, ngăn ngừa gầu. Đó, nó tốt quá là ngăn ngừa gầu trên đầu nha bà con, trên tóc nha bà con, giảm huyết áp. Một ngày ta ăn lựu này không quá hai trái, không ăn hạt và không ăn vỏ, vậy là nó tốt vô cùng bà con ha. Nhưng mà nó tốt vậy, nhưng mà có số người này không ăn được quả lựu hay là trái lựu, đó là người bị sâu răng, viêm dạ dày, nóng trong người, uống rượu và đang say rượu, người nói ngọng vào vào là không được ăn, không được ăn nha bà con. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp khi ăn lựu. Bà con ơi, xin chào, xin chào. Woo!